Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình hôm nay, nếu mà quý vị đã theo dõi qua báo chí của đài truyền hình và ở trên cộng đồng mạng YouTube, thì quý vị đã thấy là một em bé 6 tuổi là thần đồng nhạc xíu. Thần đồng nhạc xíu đã được danh hài Trấn Thành và danh hài Trường Giang tôn vinh em là thần đồng nhạc xíu. Mới có 6 tuổi và năm nay thì em đúng là 7 tuổi rồi. Mà ngày hôm nay trên sân khấu này em sẽ đem tiếng đàn của chính em. Đây là một thần đồng thực sự. Và với sự dìu dắt của ông Sáu. Ông Sáu là người nuôi dưỡng cháu. Cha mẹ của cháu đã và không còn ở với nhau nữa. Bởi rồi cháu bơ vơ. Và cháu bơ vơ, chính vì vậy cháu bơ vơ có được ông Sáu là người cưu mang và dạy dỗ cho cháu nên người và trở thành một trong những nhân tài thực sự của đất nước. Chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ trong một tràng pháo tay với sự góp mặt của thần đồng nhạc xíu Khánh Hưng. Và quý vị thấy là trên sân khấu của chúng ta, thần đồng nhạc xíu mà quý vị đã thấy là trên cộng đồng mạng YouTube, rất là nhiều những trái tim chia sẻ và ủng hộ cho cháu Khánh Hưng. Cháu Khánh Hưng là tôi nhắc lại một lần nữa là cha mẹ đã không còn ở với nhau nữa. Và cha thì đã qua đời rồi, mẹ thì không còn sống, mẹ thì không còn sống với con. Mà có sự dìu dắt của ông Sáu là vừa rồi đứng với tất cả quý vị và đã tạo nên một cái nhân tố, một nhân tài hết sức đặc biệt. Và bây giờ trước khi mà quý vị nghe thì chúng tôi một lần nữa chia sẻ với tất cả quý vị, các cái chương bạn còn có tiếng hát của một Quang Vinh, tiếng hát của một bạn Quang Vinh cũng là sẽ là hát để cho bé Khánh Hưng đệm đàn. Và bây giờ trước khi chúng ta nghe tiếng hát của Quang Vinh, chúng tôi xin mời quý vị các chương bạn cùng nghe phần độc tấu đàn xíu rất đặc sắc ấn tượng ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay, chúng ta lắng nghe tiếng đàn nhạc xíu Khánh Hưng. Trong lúc chúng ta cùng lắng nghe với tiếng đàn nhạc xíu, tiếng đàn xíu của thần đồng Khánh Hưng, thì anh Hổ là chủ nhân của gia đình tại Tư Gia tổ chức cái tiệc sinh lần thứ 20. Anh Hổ là người con trong gia đình đã tổ chức ngày giỗ lần thứ 20 cho cha của mình và rất là yêu thích những tâm hồn của trẻ thơ. Trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay có 3 thần đồng: thần đồng Bùi Gia Bảo, thần đồng Bảo Đẹp Trai và đặc biệt là thần đồng bé Khánh Hưng. Cảm ơn những cành hoa hết sức xinh đẹp và ưu ái của tất cả quý vị đã dành tặng cho bé Khánh Hưng ngày hôm nay. Vâng, xin mời anh. Và quý vị nào, các anh chị bạn nào có nhà ý muốn chụp hình cùng với cháu Khánh Hưng, chúng tôi xin mời bước lên bục gần, chúng ta cùng chụp ảnh lưu niệm với cháu Khánh Hưng. Hưng sẽ đệm đàn cho một nghệ sĩ ở tại địa phương của chúng ta. Xin quý vị cùng nghe với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Ngân Trinh và qua tiếng đệm đàn xíu của cháu với bài Vọng
Kim Lan hết sức xuất sắc ngày hôm nay. Xin mời tiếng hát của nghệ sĩ Ngân Trinh. Vâng, lời nói đầu tiên Ngân Trinh xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình anh Bảy Hổ cùng quý vị khách một lời chúc tốt đẹp, sức khỏe và trân trọng nhất ạ. Vâng, Ngân Trinh sẽ gửi tặng đến tất cả mọi người hai lớp giọng Kim Lan và đoạn khúc Lâm Giang với câu 1, câu 2 của vở cải lương Tìm Lại Cuộc Đời. Xin kính tặng tất cả mọi người. Mọi người cùng lắng nghe nha. Cho bé Khánh Đường ngày hôm nay nở nụ cười tươi coi. Nở nụ cười tươi coi. Rồi quay mặt lại để chụp hình. Đó, để chụp hình. Quay mặt lại để chụp hình. Đó, những bông hoa xinh đẹp. Những bông hoa xinh đẹp của các em bé tặng cho thần đồng nhạc xíu Khánh Đường cười tươi coi Khánh Đường ơi. Và thưa quý vị, quý vị biết là khi mà em đã đệm đàn được thì em cũng hát được. Dù rằng tiếng hát của em không có phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng em hát cũng rất là được, để tặng cho tất cả quý vị. Quý vị có muốn nghe em hát không quý vị? Rồi, và thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếng hát đặc biệt của tân đồng nhạc xíu 7 tuổi bé Khánh Hưng. Rồi, xin cảm ơn của bé Khánh Đường rất nhiều. Và đến đây bé Khánh Đường cũng rời sân khấu để trả lại cho những tiết mục tiếp theo. Và thưa quý vị...